Lên. Và xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn nhỏ của VFTV. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu rất đáng chú ý, đó là giữa FC Long Bình và FC A Chỉ trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá VFTV Cup lần thứ 2 năm 2023. Hai đội FC Long Bình và FC A Chỉ đang đều có 6 điểm ở trong bảng A và đang tạm thời chia nhau vị trí dẫn đầu và thứ hai tại bảng đấu này. Đây sẽ là trận đấu để tranh ngôi vị đầu bảng. Lợi thế đang nghiêng, tạm nghiêng về cầu thủ Long Bình khi họ đang có số bàn thắng nhiều hơn trước cầu thủ FC A Chỉ. Cơ hội lên bóng đầu tiên của cầu thủ A Chỉ, dứt điểm, rất nguy hiểm. Bóng đã đi ra phía đằng sau khung thành. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía FC Long Bình sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ của các bạn trong trang phục áo vàng quần xanh. Còn bên phía đối diện, bên phía tay trái sẽ là các cầu thủ FC A Chỉ trong trang phục áo trắng quần trắng. Và để tiện cho sự theo dõi của tất cả quý vị các bạn, sau đây tôi sẽ đọc đội hình ra sân của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía FC Long Bình sẽ ra sân với số 00 Minh Hiếu, số 11 Ngọc Hùng, số 12 Anh Quân, số 17 Đức Sơn, số 39 Tuấn Anh, số 87 Thanh Bình và số 99 Quốc Quang. Bên phía các cầu thủ FC A Chỉ sẽ ra sân với các cầu thủ số 3 Xuân Thảo, số 4 Công Thắng, số 5 Quốc Việt, số 8 Đức Tuyển, số 11 Phúc Hải, số 17 Ngọc Minh và số 68 Văn Hân. Đang là đợt lên bóng của cầu thủ A Chỉ. Đội trưởng ngày hôm nay của các cầu thủ A Chỉ là số 11 Ngọc Hùng, người vừa có tình huống xử lý không thành công trước vòng cấm của các cầu thủ Long Bình. Đá biên dành cho cầu thủ A Chỉ, kịp không? Tốc độ đã không đủ tốt của số 8 Đức Tuyển. Dứt điểm, cú sút lên trời của số 17 Ngọc Minh. Ở trong những phút đầu hiệp 1 thì đội bóng nhập cuộc tốt hơn đang là các cầu thủ A Chỉ, khi họ đang kiểm soát khu vực giữa sân khá tốt, khi liên tục có những tình huống chủ động từ các tiền vệ của đội bóng này. Quốc Quang, đường chuyền hay của Quốc Quang, nhưng pha xử lý
Hơi lỗi vừa rồi là của Thanh Bình. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía FC Hà Chỉ, đó là số 68 Văn Hân. Có mà. Vừa đi nhặt. Cú dứt điểm từ rất xa của đội trưởng Phúc Hải. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ A Chỉ. Cú sút liên tiếp là những tình huống bắn phá của các cầu thủ A Chỉ. Nhưng những cú dứt điểm của cầu thủ A Chỉ vẫn đang ở một cự ly khá xa. Và độ chuẩn xác trong những tình huống dứt điểm như vậy là không cao. Tình huống tỉ đè rất khôn ngoan của Quốc Quang. Thanh Bình. Tình huống dề bóng ở phần sân nhà nguy hiểm của Thanh Bình. Nhưng các bóng áo vàng đã lùi về kịp thời. Và càng ngang sàng rất khó chịu. Vẫn đang là những sự chủ động của các cầu thủ A Chỉ. Bóng chuyền về dành cho Đức Tuyền. Đức Tuyền có đường chuyền không tốt. Cơ hội đến với Long Bình. Ngọc Hùng. Đường chuyền về dành cho Thanh Bình. Đường chuyền bị lỗi của số 28 bên phía các cầu thủ Long Bình. Con này từ nhá. Bên đây có số này. Cơ hội. Không có pha dứt điểm của các cầu thủ A Chỉ. Long Bình. Biết rồi nhưng mà bây giờ check lại nhỉ. Số 28. Minh Hiếu. Một pha thi đấu không tập trung của Thanh Bình. Đang có một số vấn đề với các cầu thủ Long Bình ở trong những phút vừa qua. Họ đang chưa thực sự tập trung ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Không được. Tình huống chọc khe là của Tuấn Anh. Bóng được đưa xuống lách biên. Goal! Và đội trưởng Phúc Hải đã điền tên mình lên bảng điểm số. Một cú dứt điểm rất lạnh lùng của Phúc Hải. Và 1-0 dành cho cầu thủ A Chỉ. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho A Chỉ với những nỗ lực tấn công của họ kể từ đầu hiệp 1 đến giờ. Họ liên tiếp đưa ra những phương án tấn công đa dạng. Và đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho họ. 1-0. Đó.
đăng ký để mà thay. Đường truyền không có địa chỉ dành cho số nằm bên phía các thủ A chỉ. Quân đây à? Những tình huống xử lý ở phạm vi hẹp khá tốt của các thủ A chỉ. Họ vẫn đang cho thấy nền tảng kỹ thuật rất đồng đều của cả đội. Đúng đây này, anh cứ check kẻ chủ dân ra có bị. Quân đấy mà, quân mang sai số áo của anh. Ừ, mặc vào sai số áo. Thế chắc vừa đấy thiếu người để mặc áo. Không được. Và càng bóng vào trong không thể đến với vị trí mà một cầu thủ A chỉ đang đứng sẵn. Quân đấy ạ. Mà mặc sai số áo. Đi thêm vào đây, đi thêm. Sao kiên thay nhau luôn đi. Vâng. Kiên thay nhau luôn đi kia đây. Nhựa nhanh lên. Đá từ nào rồi kìa. Một pha xoạc bóng của Thanh Bình. Thanh Bình vẫn đang tỏ ra không thực sự chắc chắn ở bên phần sân nhà. Và có lẽ sẽ có những sự điều chỉnh từ rất sớm đến từ FC Long Bình. Khi mà hệ thống của họ vẫn đang vận hành không thực sự tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Cú dứt điểm và cú đúp dành cho Phúc Hải. Cú sút phạt qua cẳng của đội trưởng bên phía A chỉ. Tuyệt vời. Cách biệt đã được nhân đôi. 2-0 dành cho các thủ A chỉ rồi. Một pha dứt điểm rất căng. Bóng đi qua hai chân của thủ môn bên phía các thủ Long Bình. Và sự điều chỉnh đầu tiên đến từ các cầu thủ bên phía Long Bình. Số 8 Ngọc Hải đã được tung vào sân để thay cho vị trí của Thanh Bình. Ngồi sạch ra đây anh đưa cho. Số 11 luôn. Phúc Hải. Đội trưởng của các thủ A chỉ vẫn đang thi đấu rất hay ở khu vực giữa sân bên phía đội bóng áo trắng. Liên tục là những pha tranh chấp thắng, liên tục là những tình huống dứt điểm hay. Anh đang mang đến một lợi thế rõ ràng dành cho các thủ A chỉ. Các cầu thủ Long Bình cần sốc lại tinh thần khi mà thời gian trận đấu vẫn đang còn rất nhiều. Tiếp tục là một pha bước một tốt của Phúc Hải. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Long Bình cần chắc chắn hơn trước khi nghĩ đến những việc tấn công để có thể nghĩ đến bàn thắng. Việc quá mải mê tấn công sẽ là con dao hai lưỡi dành cho các thủ Long Bình. Khi mà như vậy thì khoảng trống ở dưới hàng phòng ngự của các thủ Long Bình sẽ là rất rộng mở. Và những cầu thủ như Phúc Hải là những cầu thủ rất thích khi mà có nhiều khoảng trống như vậy. Bóng đến vị trí của Công Thắng. Tình huống chuyền bóng của Công Thắng lại quá mạnh. Ngọc Hải. Ngay sau khi phát hiện ra vị trí của Thanh Bình có một sút trục trặc ở trong những phút đầu tiên, thì FC Long Bình đã đưa ra
phương án thay đổi người từ rất sớm. Một tình huống bị vấp bóng của số 99 Quốc Quảng. Bóng tiếp tục về trần của Quốc Quảng. Ở trong những phút vừa qua thì các thủ Long Bình đang chủ động cầm được nhiều bóng hơn. Phản công dành cho các cầu thủ A Chỉ rất bình tĩnh, hoàn toàn có thể dứt điểm. Cú sút là của Xuân Thảo. Không số 28 à, đây anh Quân à. Quốc Quảng. Quốc Quảng để mất bóng nguy hiểm. Không nên có những đường chuyền 50-50 như vậy. Pha bỏ bóng tốt của Quốc Quảng. Quá khó để các cầu thủ Long Bình có thể lên bóng. Những sự áp sát của A Chỉ ngay bên phần sân nhà của các cầu thủ Long Bình đang gây ra những khó khăn không hề nhỏ lên hàng phòng ngự của các cầu thủ áo vàng. Thủ môn của A Chỉ ở trong những phút vừa qua vẫn chưa phải hoạt động nhiều. Và phối hợp nhịp nhàng của A Chỉ. Đây là Ngọc Hải. Ngọc Kiên. Hay chính xác hơn đó là Xuân Thảo. Bóng tiếp tục trở về chân của Xuân Thảo. Pha băng lên rất nhanh của Đức Tuyến. Tấn công dành cho các thủ Long Bình. Đường truyền của anh Quân vào khu vực giữa sân. Dứt điểm. Cú sút rất nguy hiểm vừa rồi là của số 8 Ngọc Hải, người vừa mới được tung vào sân để thay cho vị trí của Thanh Bình. Chúng ta có thể thấy được từ khi mà số 8 Ngọc Hải được tung vào sân thì vị trí bên phía hành lang cánh trái theo hướng tấn công của các thủ Long Bình đang trở nên chắc chắn hơn. Đường truyền tốt. Các cầu thủ A Chỉ vẫn đang rất nhịp nhàng trong từng đường lên bóng của mình. Cơ hội không được. Lần này thì bóng đã không qua được đôi tay của Minh Hiếu. Phản công dành cho cầu thủ Long Bình. Ngọc Hải dứt điểm. Bóng đã nằm gọn trong tay của Văn Hân. Hai đội đang đẩy rất cao tốc độ của trận đấu. Bóng cuối cùng đã được phá ra. Liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Trận đấu đang trở nên cân bằng hơn khi mà các cầu thủ Long Bình đang bắt kịp lại nhịp độ của trận đấu. Phúc Hải với việc đang có 2 bàn thắng trong trận đấu này thì anh đang tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng trong danh sách vừa phá lưới khi đã có được 8 bàn thắng trong giai đoạn vòng bảng. Pha thoát đi và buộc phải phạm lỗi đến từ Quốc Quảng. Và sẽ có thẻ vàng dành cho số 99 của cầu thủ Long Bình. Một thẻ vàng xứng đáng. Đứng trước chấm đá phạt lại là đội trưởng bên phía các thủ A Chỉ. Liệu sẽ là một pha đá phạt căng như kẻ chỉ nữa hay không?
Lại một lần nữa Đường Chuyền đã bị Công Thắng bắt bài. Cơ hội đến với Long Bình. Người vừa có cơ hội để tranh chấp đó là Tuấn Anh. Đường chọc khe hay. Thủ môn Minh Hiếu đã lao ra kịp thời để ngăn cản pha chạm bóng của Phúc Hải. Đội trưởng của các cầu thủ Achi vẫn đang là điểm đến từ các đôi chân của các thủ Achi. Liên tục nhồi bóng cho Phúc Hải. Đường Chuyền nguy hiểm, bóng không thể đến với vị trí của Tuấn Anh. Một đường chọc khe rất khó chịu. Và một chút xíu nữa thì đã có pha phản lưới nhà từ các hậu vệ của Achi. Tình huống đá phạt góc dành cho Long Bình. Đây dường như là tình huống đá phạt góc đầu tiên thuộc về các thủ áo vàng. Thời gian vẫn đang còn rất dài. Và nếu như có một bàn thắng để vực dậy tinh thần thì chưa biết kết quả trận đấu sẽ như thế nào. Đường chuyển về hơi nhẹ. Quốc Quang không được. Những tình huống xử lý ở khu vực trung lộ vẫn đang chưa được dứt khoát đến từ các cầu thủ Long Bình. Tình huống bắt bài hay không được. Đường chuyển ngang của Quốc Quang nhưng không có một cái bóng áo vàng nào có thể dướn để có thể chạm bóng cho tình huống vừa rồi. Đang có dấu hiệu bị đau đến từ một cầu thủ bên phía Achi. Trận đấu của các cầu thủ FC Long Bình và các cầu thủ FC Achi được diễn ra tại sân bóng Minh Đức, khu vực Nguyễn Xiển Sa La. Hôm nay thì mặt sân của Minh Đức đang là khá đẹp và thời tiết cũng đang là rất mát mẻ cho cả hai đội. Và trận đấu của Long Bình và Achi sẽ là kết quả trực tiếp tranh chấp vị trí đầu bảng A trong giải bóng đá VFTV Cup lần thứ hai năm 2023. Đường chuyển sang không thể đến với vị trí của Phúc Hải. Quốc Quang. Quốc Quang vẫn đang là vị trí phối bóng chủ yếu bên phía Long Bình. Bình ơi, cố định cam ra giữa sân không cần quay đâu. Đường chuyền tốt dành cho anh Quân. Dứt điểm. Bóng tiếp tục nhằm về góc cào. Nhưng vẫn còn thiếu một chút chính xác nữa đến từ vị trí của anh Quân. FC Long Bình đang thi đấu ổn hơn sau khi nhận bàn thua thứ hai. Họ đang đưa ra được những pha dứt điểm. Đá biên dành cho các thủ Achi.
Dứt điểm. Hat-trick dành cho Phúc Hải. Quá đẳng cấp. Một tình huống vắt vô lề cực kỳ đẹp mắt của Phúc Hải. Và anh đã nâng lên tổng số bàn thắng trong VFTV Cup lên con số 9. Anh đang tỏ ra quá khắc bọt với các đồng đội cùng tranh vị trí ở ngôi vị vua phá lưới. Thì mới chỉ qua vòng bảng thôi, anh đã có tới 9 bàn thắng. Chắc chắn cái tên Phúc Hải sẽ được các đội chú ý hơn rất nhiều ở trong giai đoạn vòng đấu loại trực tiếp. Thì là những con số thống kê đang khiến cho Phúc Hải tạo nên sự ấn tượng đến từ FC A Chỉ. Anh Quân, đây có lẽ là một thách thức thực sự đối với FC Long Bình từ đầu giải đến giờ. Họ đang gặp một ứng cử viên cho chức vô địch. Tình huống trồng biên hơi khó của đức tuyển đối với đà băng lên của số 17 Ngọc Minh. Anh Quân, Phúc Hải cầm bóng rất chắc đến từ đội trưởng của A Chi. Phúc Hải không được, không có cú bốc cờ ngay ở trong hiệp một dành cho Phúc Hải. Những pha về bóng quá ngọt của Phúc Hải, nhưng lần này thì Minh Hiếu đã xải được đôi tay của mình ra. Hơi chậm rồi. Cô ơi, dứt điểm. Mình nhiều được khép vòng tốt. Cú dứt điểm lần này đến từ vị trí của Đức Tuyển. Cú trích mũi giày không thực sự tốt. Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa A Chi và Long Bình. Hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3 bàn dành cho cầu thủ A Chi. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để có thể bước vào những diễn biến chính trong hiệp thi đấu thứ hai. Đi đá thôi mà. Đá vui.
Anh mày lửa đi ném đi Hà Tĩnh với 37 đúng không? Vâng. Lên mic chưa? Lên mic chưa? Lúc nãy tắt mic chưa đây? Hả? Ấy trận này đi này. Lên mic cho anh. Lên rồi à? Bóng lắm nhỉ? Em ơi. Có tên là máy sách mà, nhưng mà kiểu muộn nên là chưa kịp làm thẻ. Có tên có Đức ở trong đấy không? À. Sợ chưa kịp làm thẻ. Có tên Đức không đấy không? Cái này nó cơ mà. Nó mẹ người ta. Người ta. Đức không có tên rồi. Mẹ cái thằng mèng đăng ký như cái đâu vui. Đây khóa ra mở xe để đăng ký. Đâu ấn lúc nào đây? Và hiệp 2 trận đấu của FC Hà Trì với FC Long Bình đã chính thức được bắt đầu. Và ở trong hiệp 2 này, các cầu thủ FC Hà Trì sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải mang nhỏ của các bạn trong trang phục áo trắng quần trắng. Còn bên phía đối diện sẽ là các cầu thủ FC Long Bình trong trang phục áo vàng quần xanh. Và kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ FC Hà Trì đang có tỷ số tạm thời dẫn trước các cầu thủ FC Long Bình với tỷ số là 3-0. Đó là cú hat-trick của Phúc Hải, người đội trưởng của FC Hà Trì trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng lên chân của Phúc Hải. Lấy bóng vào chân của Phúc Hải là một điều rất khó khăn. Và buộc phải phạm lỗi trong những tình huống như vậy. Đức Tuyển cũng là một trong những nhân tố thi đấu rất tốt bên phía các thủ Hà Trì ở trong hiệp 1. Đường chuyền tốt, Xuân Thảo. Cú bấm bóng của Xuân Thảo.
Phạt góc dành cho cầu thủ Ai Chi. Bóng được nhả lại Tiến Hải, Xuân Thao. Và thì xử lý hơi chậm của Xuân Thao. Bóng được truyền về rất sâu dành cho Văn Hân. Khác với những phút nhập cuộc đầu tiên của hiệp 1 thì các cầu thủ FC Long Bình đang thi đấu khá chủ động ở trong những phút đầu của hiệp 2. Trọng tài xác định sẽ chỉ là một tình huống ném lên dành cho cầu thủ A Chi. Huy Đạt. Lên bóng dành cho Long Bình. Không được. Tình huống. Pha thi đấu thiếu tập trung vừa rồi là của Tuấn Anh. Phúc Hải nguy hiểm. Một chút xíu nữa rồi thì Phúc Hải sẽ tạo được cú bốc cờ của mình. Bóng vẫn đang cho chân của cầu thủ A Chi, dứt điểm ngay. Đó cũng là một phương án của Ngọc Kiền có thể đưa ra khi mà cự ly đội hình của các cầu thủ A Chi vẫn đang được giữ rất tốt, thì những pha sút xa như vậy cũng là một giải pháp không hề tồi. Ngọc Hùng mất bóng ở giữa chân của Ngọc Hùng. Ngọc Minh. Có lẽ chân trái không phải là chân thuận của Ngọc Minh. Và đưa bóng vào bị lỗi của số 17 bên phía A Chi. Chúng ta có thể thấy được đã có một chút sự thay đổi bên phía thủ môn của các cầu thủ FC Long Bình, khi mà bây giờ Anh Quân sẽ là người chấn giữ cầu môn bên phía các cầu thủ Long Bình. Dứt điểm nguy hiểm không vào. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ Long Bình. Pha đỡ bước một rất ngọt của các cầu thủ Phúc Hải. Lên bóng dành cho cầu thủ Long Bình. Đường chuyền ra dành cho Ngọc Kiên. Ngọc Kiên ngắm nghía rất kỹ. Nhưng cú dứt điểm của anh lại một lần nữa đi không trúng đích. Tấn công dành cho A Chi, ngay lập tức là sự áp sát của cầu thủ Long Bình. Đây mới là Long Bình ở trong hiệp 1 các cổ động viên cần. Họ thi đấu áp sát và không cho nhiều khoảng trống cho các cầu thủ A Chi.
Bóng đã đi hết đường bên ngang. Anh ơi. Trong này không có số 6 đâu. Số 38. Bóng đá này chưa. Trần Huy Đăng ở đâu luôn. Nguy hiểm. Nốt vào đây là số 6 đi. Trận đấu của chúng ta vẫn đang diễn ra với một tốc độ rất cao. Hai đội liên tiếp đưa ra những tình huống tấn công về phía cầu môn của nhau và xử lý không thành công. Dường như đã có những sự để tâm hơn đến số 11 của FC A Chi. Khi mà đội trưởng của các cầu thủ A Chi ở trong hiệp 2 này vẫn chưa tung ra được một pha dứt điểm nào. Quốc Quang. Đường chuyền tốt của Quốc Quang dành cho Ngọc Kiên. Trọng tài bắt lỗi đá biên của các cầu thủ A Chi. Quyền đá biên sẽ trở lại thuộc về các cầu thủ Long Bình. Vẫn đang là những nỗ lực của FC Long Bình. Ngọc Kiên, Quảng Châu đến với Ngọc Kiên. Cú sút thứ ba ở khu vực như vậy của Ngọc Kiên. Nhưng chưa một lần bóng đi trúng đích. Đường chuyền hay. Cũng là một pha tung người dứt điểm của số 11. Nhưng số 11 bên phía các cầu thủ Long Bình lại dứt điểm hụt. Và sẽ có sự thay đổi người tiếp theo dành cho các cầu thủ FC Long Bình. Khi mà chúng ta sẽ chuẩn bị thấy được sự xuất hiện của số 23 Vũ Mão. Giờ này ra còn gọi ai được bây giờ? Thằng Sơn anh Quân. Thành Nhuệ, tốc độ của Thành Nhuệ. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Nỗ lực của cầu thủ số 2 bên phía cầu thủ Long Bình. Các cầu thủ A Chi vẫn đang thi đấu rất ung dung. Họ vẫn đang bình tĩnh triển khai từng đường lên bóng của mình. Ngọc Kiên. Thành Nhuệ. Pha xử lý tốt của Quốc Quang. Rất khó để tiến sâu gần đến khu vực cấm địa của các cầu thủ A Chi. Những cú dứt điểm của Long Bình ở trong những phút vừa qua hầu như là những tình huống sút từ xa ở gần với khu vực giữa sân. Anh Quân. Thủ môn của Long Bình cũng đã lên rất cao. Toàn bộ các cầu thủ A Chi đã lùi hết về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Và chặn bóng hay của Xuân Thảo.
thêm một cú đá phạt góc nữa. Nhưng số 8 Ngọc Hải của các cầu thủ Long Bình đã đưa bóng đi lên trời. Pha ném bóng lên không tốt của Văn Hân. Có thể dứt điểm. Bóng đã gầm gọn trong tay của Văn Hân rồi. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ Long Bình vẫn chưa đem lại với sức sát thương cao. Đây là Phúc Hải. Đây gần như là cú sút đầu tiên của Phúc Hải ở trong hiệp 2. Nhưng lần này thì bóng đi lên trời. Thế trận đang thuộc về các cầu thủ Long Bình ở trong hiệp 2. Quốc Quang. Đường chuyền hay, có thể dứt điểm. Vẫn là pha bay người tốt của Văn Hận. Phản công dành cho cầu thủ Hà Chi. Đường chuyền hay, không được. Bóng không tới vị trí của Phúc Hải. Vừa rồi thì Huy Đăng, người gần nhất được tung vào sân bên phía Hà Chi, đã có một tình huống thi đấu rất đông đội khi anh nhồi bóng cho Phúc Hải nhưng không thành công. Khi mà các thủ FC Long Bình tổ chức tấn công thì những khoảng trống nơi hàng phòng ngự cũng là rất lớn. Đường chuyền vào giữa không tốt của Thành Nhuệ. Vẫn đang là những đường chuyền ở tầm trung của các cầu thủ Long Bình. Thủ môn của các cầu thủ bên phía Long Bình đã vượt qua khỏi khu vực giữa sân và bốc cờ dành cho Phúc Hải. Bàn thắng lần này rất dễ dàng. 4 bàn thắng của các cầu thủ Hà Chi trong trận đấu ngày hôm nay đều do Phúc Hải ghi bàn. Bàn thắng thứ 10 của đội trưởng bên phía các cầu thủ Hà Chi. Không hiểu tại sao mà thủ môn của các cầu thủ Long Bình đã băng lên cao như vậy. Anh Quân. Pha nhả bóng hay của Quốc Quang, bóng đến vị trí của Thanh Duệ. Mười bàn thắng dành cho Phúc Hải. Anh đang phạm bàn thắng rất tốt tại vòng bảng của VFTV Cup. Và chỉ cần 3 trận đấu vòng bảng như thế này thì có lẽ vị trí vua phá lưới đã được xác định. Cơ hội tấn công dành cho Long Bình. Long Bình đã chơi rất tốt từ đầu hiệp 2 đến giờ.
Nhưng bàn thắng của các cầu thủ Hoàng Trì ở trong hiệp 2 đó là lỗi đến từ thủ môn Anh Quân. Và một lần nữa thì Anh Quân lại vượt qua khu vực giữa sân. Phúc Hải. Quyền đá biên tiếp theo dành về các cầu thủ Long Bình. Đang có một chút nhắc nhở của trọng tài dành cho cầu thủ hai bên. Phản công dành cho các cầu thủ A Trì. Cơ hội! Bàn thắng thứ 5 của Phúc Hải trong trận đấu này. Quá tuyệt vời! 5 bàn thắng dành cho Phúc Hải. Không còn lời gì để nói với tiền đạo đội trưởng của các cầu thủ A Trì nữa rồi. Quá tuyệt vời. Sâu diễn của Phúc Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Cứ sút là có bàn thắng. Và đây là bàn thắng thứ 11 của Phúc Hải. Và sau bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 thì Phúc Hải cũng đã được rút ra nghỉ. Cỗ máy ghi bàn của cầu thủ A Trì đã được rút ra để giữ sức cho những vòng đấu tiếp theo. Đường truyền tốt. Và bóng phối hợp hơi máy móc của số 10 Ngọc Nam, người vừa mới được tung vào sân để thay cho đội trưởng Ngọc Hải. Chúng ta đang nghĩ về một trận đấu căng thẳng với tính chuyên môn cao. Nhưng rất đáng tiếc các cầu thủ Long Bình đã bị ngợp ở trong những phút đầu của hiệp 1. Và dẫn đến bị bùng từ rất sớm. Quốc Quảng. Với tỷ số này thì ngồi đầu bảng đã chắc chắn thuộc về các cầu thủ A Trì. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng bảng, họ sẽ đứng đầu bảng A. Còn các cầu thủ Long Bình với 6 điểm qua 3 lượt trận, họ cũng sẽ chắc chắn với vị trí thứ hai. Trọng tài đã bắt lỗi với các cầu thủ A Trì. Họ sẽ được hưởng một tình huống đá phạt ở sát khu vực cấm địa, chếch sang bên phía tay phải theo hướng tấn công của cầu thủ Long Bình. Đứng trước bóng lúc này đang là Quốc Quảng. Quốc Quảng là người đứng trước bóng. Thành Nhuệ! Cú rút rất tốt của Thành Nhuệ. 1 năm dành cho các cầu thủ Long Bình rồi. Cú sút chéo góc rất chắc chắn của Thành Nhuệ sau pha phối hợp đá phạt đơn giản của các cầu thủ Long Bình. Bàn thắng danh dự dành cho các cầu thủ Long Bình. Nếu như bàn thắng của Thành Nhuệ đến sớm hơn thì có lẽ trận đấu đã hấp dẫn hơn rất nhiều. Thành Nhuệ từ khi được tung vào sân cũng thi đấu rất nỗ lực. Và một bàn là phần thưởng xứng đáng dành cho anh. Sau khi đội trưởng Phúc Hải rời sân thì tiếng băng đội trưởng đang được trả về cho số 14 Tuấn Anh bên phía cầu thủ A Trì. Bóng dựng cây nêu. Cơ hội! Anh Quân lần này đã có một tình huống băng ra hợp lý. Không được.
Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hai hiệp đấu giữa các cầu thủ A Trì và các cầu thủ Long Bình. Các cầu thủ A Trì giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-1 với 5 bàn thắng của Phúc Hải. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những trận đấu tiếp theo của VFVT Cup lần thứ 2 năm 2023. Cái này đúng không?